Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Nhắc đến KV thì các bạn đã biết ngay đến là một cái thương hiệu cực kỳ chất lượng, cực kỳ tốt với các cái dòng sản phẩm máy nông lâm ngư cơ. Ví dụ như những cái mẫu cắt cỏ KV 143 đã vào thị trường quá lâu và được các bạn kiểm nghiệm rồi. Hoặc là những cái mẫu máy cưa KV G650, G750. Những bác nào mà làm trong ngành máy nông nghiệp này thì cũng quá hiểu về KV. KV đối với dòng máy cắt cỏ hiện tại đang chỉ có cái mẫu KV 143 thôi. Nhưng hôm nay thì chúng tôi đã bổ sung đầy đủ hai cái mẫu nữa KV, đó là mẫu KV 260 và 330 để cái hệ sinh thái sản phẩm máy cắt cỏ của KV được hoàn thiện hơn. Ngoài KV 143 thì hôm nay chúng tôi đã về được hai mẫu là KV 26 và KV 33 để đáp ứng nhu cầu của quý vị và các bạn. Đối với các bác nào mà chê những cái máy 143 nó quá to ấy thì các bạn có thể lựa chọn sang dòng này. Đây, nó có cái màu xanh, các bạn nhìn tổng quan thì nó có cái màu xanh nước biển khá là đẹp, nó thiết kế khá là ổn. Đây, đây là hai mẫu máy 26 và mẫu máy 33 mà chúng tôi về được, các bạn có thể thấy được. Cái mẫu máy 26 này thì ngoại hình được thiết kế theo kiểu dáng khuôn của cái máy Komatsu của Nhật ấy, kiểu dáng con này là theo kiểu dáng của Komatsu. Còn kiểu dáng cái con KV 33 này thì thiết kế theo cái khuôn hình dáng của chiếc máy Mitsu TU 33 hoặc là TB 33. Rồi, đến chi tiết thì các bạn có thể thấy được từng chiếc máy một nhá. Đối với chiếc KV 26 thì con này sử dụng piston là 34 ly 26cc các bạn nhá. Thì trọng lượng nó chỉ rơi vào tầm 5 cân thôi. Các bạn có thể di chuyển rất là tiện dụng, hoặc là đối với những bác nào mà sử dụng gia đình ấy, sức khỏe các bác có hạn thì các bạn có thể sử dụng cái này. Đây, chiếc máy này thì màu xanh trắng rất là đẹp nhá, cực đẹp luôn chứ không phải rất là đẹp. Sử dụng chế Wambro này, chế Wambro này là chế WIK nhá các bạn nhá. Chế này là chế xịn luôn. Chế này thì các bạn có thể hiểu được cái riêng cái chế này chênh giá với những cái chế Ruising trên thị trường rất là nhiều rồi. Ba chi tiết là nói lên cái chất lượng của máy, đó chính là hơi, điện và chế. Thì đây, chế là các bạn có thể nhìn thấy luôn, chế Wambro WIK. Hơi thì lát nữa chúng tôi sẽ bung cho các bạn xem. Đây, hơi bên trong này, hơi đen, nhám cực kỳ đẹp luôn. Lát nữa chúng tôi sẽ bung cho các bạn xem bên trong. Rồi, hơi này, điện, điện của nó là điện Auxin. Lát nữa chúng tôi cũng sẽ tháo áo luôn cho các bạn xem điện Auxin ở bên trong, cực kỳ ngon. Buji, tốt, tốt à, tốt hay là thóc, tóc thì đúng không, thóc đúng không. Buji thóc này, buji đúc nhá các bạn nhá. Này, các bạn thấy không, bình thường có loại buji gen và buji đúc. Thì đây là buji đúc này, đấu đúc này, rất là ngon luôn. Chế Wambro, điện Auxin, buji đúc. Tí nữa chúng tôi sẽ sâu cho các bạn xem bộ hơi. Rồi, về bố côn này, các bạn nhìn ngay, kể cả cái bố côn nhìn nhìn chất nó cũng dày cui luôn. Này, bố côn cực kỳ ngon luôn. Chân sắt bảo vệ bình xăng, giúp máy bền bền hơn. Khi mà các bạn đặt dưới đất như thế này thì nó sẽ bảo vệ phần bình xăng lớn, cực kỳ đẹp. Ngay kể cả cái nắp xăng chống tràn này, nhìn nó cũng khác bọt đâu. Vặn rất là siết tay nhá. Đấy, vặn cực kỳ siết tay luôn. Các bạn sử dụng, trong quá trình sử dụng ấy thì nó sẽ không bị rung lắc, xăng nó không bị trào ra ngoài. Bồ xả rất đẹp. Lát nữa chúng tôi sẽ bung từng chiếc cho bạn xem. Đây, chiếc này là KV 33 này, nắp xăng cũng rất là đẹp này, các bạn thấy không? Nắp cũng nắp chống tràn luôn. Đó. Nhìn cái nắp này, chi tiết nắp này, nhìn nhựa nguyên chất nhìn rất là đẹp. Rồi, chế Wambro WIK luôn, chế Wambro nguyên cái chế này nó đã mớ tiền rồi. Wambro này, các bạn thấy không? Chế Wambro luôn, WIK nhá, chế xịn luôn. Rồi, con này cũng mâm điện Auxin. Lát nữa chúng tôi sẽ tháo cái mặt cho bạn nhìn xem cái mâm điện Auxin. Cái bố côn này, bố côn này xịn sò luôn, chụp giật đế sắt rất là ngon. Đây, các bạn quan tâm đến cần máy đúng không, tôi sẽ quay cần máy cho bạn xem. Các bạn đến gần đi, các bạn xem quả bắp chuối này, bắp chuối của cần 260 nhá. Bắp chuối hai tầng này, một tầng ốc này, rất đẹp luôn. Ống cần inox sáng, trắng luôn. Đây, các bạn nhìn vào cái ngay cái cùm này, nhìn nó khá bọt chưa. Các chi tiết của máy làm rất chỉnh chu. Một số bác hay chê hàng tàu thì đây, các bạn nhìn đi, hàng tàu đấy. Hàng này bảo hành cho các bạn cả năm luôn. Đây, các bạn nhìn phần chuông côn này, nó đã thấy khác bọt rồi này. Các bạn nhìn thấy chuông côn này, nhìn nó khác bọt cực kỳ luôn. Cần này, chuông côn này, bắp chuối này. Các bạn nhìn một cái nữa rất quan trọng, đó chính là đầu bò này. Sao, các bạn nói gì? Nói gì đi.
Nhìn cái đầu bò này các bạn nói gì, nhận xét đi, khách quan đi, quá đẹp. Nói chung là phân khúc giá rẻ mà những chiếc máy như thế này thì quá là ưng. Này các bạn nhìn thấy đầu bò không? Thật sự rất đẹp, rất nét, rất kem. Ống cần này, Cavi 26 nhá, đây ống 33 này, quá ưng luôn các bạn ạ. Cũng bắp chuối 2 tầng, ốc lục giác. Đây các bạn thấy, nó 1 này, 2 này, gọi là bắp chuối 2 tầng này, hay gọi là 2 thớt này. Đó. Chuông côn này, theo bò đâu, lại bắp đầu bò này, thớt đầu bò này, nhìn quá đỉnh luôn, thật sự luôn. Hôm nay mà chê thì dùng hàng gì. Ok, các bạn biết mức giá của hai chiếc máy này bao nhiêu không? Một chiếc máy 2,5 triệu và một chiếc máy 2,6 triệu. Nguyên cái chế One Pro các bạn mua đã rơi vào tầm 500-600 nghìn rồi nhá các bạn nhá. Nguyên cái chế này đã đến 500-600 nghìn rồi. Nó khác biệt hoàn toàn luôn, các chi tiết làm quá chỉnh chu. Sau đây chúng tôi sẽ nhờ bạn kỹ thuật bung hai chiếc máy này ra để các bạn nhìn rõ hơn. Ví này các bạn dân chơi có thể làm ví được, sách ở vạn. Anh em có thể bắt trước dân tổ kẹp nách. Đấy. Đi dở vờ đi xuống ô tô sách thét lên kẹp nách. Cho điện thoại đến trước đây. Các bạn nhìn bên trong bộ hơi của chiếc máy TL chiếc máy ấy nhá, chiếc máy KV33 để chúng tôi tháo lên, các bạn nhìn này, rõ hơn chưa? Nhìn này, chế nhá, nhìn rõ hơn chưa? Đây, chế hòa khí này, VKBK này, One Pro này. Các bạn thấy không? Đấy. Điện này, điện ao xin này, ui dồi, điện này nhìn nét này, nét keng này. Ao xin này, điện ao xin này, hơi này, trắng này, bù di đúc này. Đây các bạn nhìn đi, nhìn hơi đi. Có điểm gì mà chê? Quá nhiều lựa chọn. Đối với phân khúc máy cắt cỏ thì hiện tại nó quá nhiều lựa chọn này các bạn, lựa chọn thật sự luôn. Rồi. Bộ hơi đẹp, quá đẹp. Điện ao xin này, đẹp dã man. Quá đỉnh. Được đấy. Con này quá đường luôn. Chế này có ốc chỉnh luôn. Dành thì chúng tôi sẽ nổ thử cho bạn nghe tiếng máy. Rồi tháo nốt con hay đợi một chút, tháo nốt con 260 cho bạn xem. Dáng này giống com. Dáng giống hệt Komatsu. Cười ra. Em bị nhầm nhiều lần. Trá hình à? Đây các bạn nhìn này, bộ hơi này. Úi hồ, nhìn như ở mạ ấy nhở. Nhìn như kiểu mạ màu, gọi là màu gì đó. Màu bóng mờ. Hơi có dập chữ nhá. Hơi ly phèng nhá các bạn nhá. Hơi ly phèng này. Đây các bạn thấy chữ ly phèng đây không? Hơi ly phèng. Bô này, đẹp. Quá đẹp luôn. Hơi nhiều mạ màu ám khói cực kỳ đẹp luôn. Đứng lắp vào để anh chụp ảnh nhé. Tháo nốt cho bạn xem phần mâm điện con này. Con này điện nó liền với lại mặt anh. Các bạn nhìn thấy phê này. Nhìn côn đẹp, chế đẹp, buji đẹp, hơi điện đẹp, phân khúc hàng rẻ, 2,5 triệu, 2,6 triệu, 2,6 triệu con 33, 2,5 triệu con 26,
Hàng này không mua mua hàng nào các bạn. Bãi bùng làm gì nó khổ. Thật sự chúng tôi làm cả hàng bãi hàng mới, thật sự có những cái hàng mới nó có chất nó rất là ngon. Thì việc gì bãi bùng nó khổ ra các bạn. Đồ thay lại còn sẵn nữa chứ. Hiện tại bây giờ đối với phân khúc cắt cỏ khá là cạnh tranh. Và theo tôi thì nhận xét thì cái đất sống của hàng bãi thì gần như là cạn, trừ những con máy to. Nếu mà hàng bãi không có sự điều chỉnh về giá mà giá vẫn cao thì thật sự luôn là hàng bãi khó mà cựa được đối với hàng mới mà ngày càng hoàn thiện và ngày càng tối ưu về giá như thế này. Đây các bạn nhìn bên trong này, điện này. Ao xin nhé. Điện ao xin này. Nhớ. Mâm điện ao xin này. Côn dày cui luôn. Nhìn chế này. Hơi này. Hơi này như kiểu mạ mạ màu kiểu ám khói nhỉ. Quá đẹp luôn. Không có gì mà chê. Mâm điện, điện này. Được, ok. Các bạn nhìn lại tổng quan một lần nữa. Tất cả các chi tiết luôn. Chúng tôi quay đã rất là rõ. Đây, sau đây là chúng tôi đã hoàn thành xong review rất là kỹ cho các bạn. Bổ tung phẫu thuật cho các bạn xem từng chi tiết của một chiếc máy. Của hai mẫu máy KV26 và KV33 để các bạn có thể nhận định được rõ ràng hơn về cái chất lượng của hai cái máy này. Từ cần máy, từ đầu máy, từ buji máy, từ bộ hơi máy, từ bộ điện máy, từ chế hòa khí, từ bố côn. Tất cả của nó làm khá là chỉnh chu với phân khúc giá từ 2,5 triệu đến 2,6 triệu. Đây là một trong những cái lựa chọn quá tuyệt vời rồi. Rồi nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ ngay với điện máy Bình Sơn theo những cái số máy điện thoại chúng tôi để chạy ngay bên dưới màn hình. Nếu các bạn thấy video này hay, vòng like, subscribe kênh, đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh video điện máy Bình Sơn. Chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn với những cái dòng sản phẩm chất lượng tốt nhất với mức giá thành tốt nhất để đưa đến cho quý vị các bạn, để các bạn có thể nhiều lựa chọn hơn trong khi phát sinh nhu cầu sử dụng về những cái dòng máy cắt cỏ. Rồi một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Ở trong